Bên cạnh công tác giảm nghèo thì môi trường cũng là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để giúp các địa phương gìn giữ môi trường, chống rác thải nhựa và nâng cao ý thức cộng đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại khuôn viên trường Trung học cơ sở Phú Thuận, huyện Phú Vang, ngay từ sáng sớm, các đoàn viên thanh niên đã có mặt để tham gia vào hoạt động trồng cây, khởi động cho chuỗi hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Chỉ trong một buổi sáng, hơn 860 cây xanh gồm 800 cây sao đen, 30 cây phượng và 30 cây viết đã được trồng tại khuôn viên sân trường. Từ đây, những cây xanh này sẽ phát triển tốt để mang đến bóng mát cho các em thiếu nhi vùng biển và điểm tô thêm sắc xanh cho vùng đất cát nhiều nắng gió này. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi tham gia các chiến dịch xanh của tỉnh đoàn cũng như là huyện đoàn tổ chức. Thì để đóng góp một công sức nhỏ bé của mình cùng với các bạn đoàn viên giữ cho quê hương ngày càng một xanh sạch đẹp. Không chỉ trồng cây xanh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay còn hướng tới phổ biến và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về tác hại của biến đổi khí hậu, hạn chế thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa để bảo vệ môi trường. Với hơn 1.200 tờ rơi được phát ra, mỗi đoàn viên thanh niên đã trở thành những tuyên truyền viên, khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cùng chung tay chống rác thải nhựa. Sáng nay em đi dọn rác ở phèn ven đập phá và đi phát tờ rơi cho những bà con ở chợ để nâng cao những phân loại rác thải cho bà con ở chợ, cho người dân biết rác thải gì là rác thải nhựa, hạn chế sử dụng rác thải sử dụng một lần và biệt tài sẽ sử dụng nó, góp phần cho cuộc sống đời sống chúng ta thêm xanh sạch đẹp hơn. Sáng nay em cùng với các bạn phát tờ rơi ở khu dân cư An Dương, có đó mình góp phần tuyên truyền bảo vệ môi trường, sử dụng các rác thải, phân loại các rác thải đúng nơi quy định và không sử dụng những bao bì ni lông, với là tái chế được những rác thải. Qua đó thì chúng ta góp phần bảo vệ môi trường hơn. Đặc biệt trong năm nay, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì các tổ chức cơ sở đoàn đã tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, tăng cường các công tác hỗ trợ khai báo y tế, kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ các khu cách ly tập trung. Ngoài ra, thì trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian vừa qua thì các tổ chức cơ sở đoàn đã phối hợp trong vận động nguồn lực và chọn những cái chương trình công trình phù hợp để đóng góp sức trẻ vào công tác xây dựng nông thôn mới. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra muộn hơn các năm. Hoạt động của các đơn vị chỉ diễn ra dưới hình thức nhỏ lẻ, nhưng bằng sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, thanh niên Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Với các hoạt động thiết thực, các đoàn viên đã góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Mỗi hành động, việc làm dù nhỏ nhưng có ý nghĩa giải quyết vấn đề lớn cho cả tương lai lâu dài, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.